Hi, xin chào mọi người, mình là Konnichiwa. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập từ vựng và phát âm Minna no Nihongo bài 16. Bắt đầu nào. Số 1 đi, lên tàu. Norimasu. Norimasu. Số 2, xuống tàu. Orimasu. Orimasu. Số 3, chuyển, đổi tàu. Norikaemasu. Norikaemasu. Số 4, tắm, vòi hoa sen. Abimasu. Abimasu. Số 5, cho vào, bỏ vào. Iremasu. Iremasu. Số 6, lấy ra, đưa ra, gửi. Dashimasu. Dashimasu. Số 7, rút tiền. Oroshimasu. Oroshimasu. Số 8, vào đại học. Hairimasu. Hairimasu. Số 9, ra tốt nghiệp đại học. Demasu. Demasu. Số 10, bấm ấn. Oshimasu. Oshimasu. Số 11, uống bia, rượu. Nomimasu. Nomimasu. Số 12, bắt đầu. Hajimemasu. Hajimemasu. Số 13, tham quan kiến tập. Kengakushimasu. Kengakushimasu. Số 14, gọi điện thoại. Denwashimasu. Denwashimasu. Số 15, trẻ. Wakai. Wakai. Số 16, dài. Nagai. Nagai. Số 17, ngắn. Mijikai. Mijikai. Số 18, sáng. Akarui. Akarui. Số 19, tối. Kurai. Kurai. Số 20, người cơ thể. Karada. Karada. Số 21, đầu. Atama. Atama. Số 22, tóc. Kami. Kami. Số 23, mặt. Kao. Kao. Số 24, mắt. Me. Me. Số 25, tai. Mimi. Mimi. Số 26, mũi. Hana. Hana. Số 27, miệng. Kuchi. Kuchi. Số 28, răng. Ha. Ha. Số 29, bụng. Onaka. Onaka. Số 30, chân. Ashi. Ashi. Số 31, chiều cao cơ thể. Se. Se. Số 32, dịch vụ. Service. Service. Số 33, việc chạy bộ. Jogging. Jogging. Số 34, vòi hoa sen. Shower. Shower. Số 35, màu xanh lá cây, cây xanh. Midori. Midori. Số 36, chùa. Otera. Otera. Số 37, đền thờ đạo thần. Jinja. Jinja. Số 38, số tương đương. Ban. Ban. Số 39, làm thế nào tương đương. Dōやって. Dōやって. Số 40, tương đương nào dùng đối với trường hợp ba thứ trở lên. Dono. Dono. Số 41, cái nào dùng với trường hợp ba cái hoặc hơn.
どれ、どれ。Số 42. Thật là tuyệt vời. すごいですね。すごいですね。Số 43. Không, tôi còn phải cố gắng nhiều lắm. いいえ、まだまだです。いいえ、まだまだです。Số 44. Anh, chị rút tiền ạ. お引き出しですか?お引き出しですか? Số 45. Trước hết, đầu tiên. まず、まず。Số 46. Tiếp theo, sau đó. 次に、次に。Số 47. Thẻ rút tiền mật thẻ ATM. キャッシュカード、キャッシュカード。Số 48. Mã số bí mật mật khẩu. 暗証番号暗証番号 Số 49. Số tiền, khoản tiền. 金額金額 Số 50. Sự xác nhận, sự kiểm tra lại. 確認確認 Số 51. Nút ボタンボタン。はい、以上です。お疲れ様でした。